Rồi chào các bạn. Là nhóm của lúa mới vừa đi săn về nè. Chạy ra. Bữa nay bắt hơi nhiều quá các bạn. Đầy giọng luôn nè. Chục đồng nha mấy bạn. Các bạn thấy không? Nó mập hù lù luôn á. Lắm rồi mấy bạn ơi. Đây có anh Giang bên đầu lãnh qua chơi nè. Anh Tú. Đi vô vòng chuột nè. Nó đóng đồ đây luôn quá. Đây các bạn. Bữa nay chuột mập dữ lắm. Đất khoai lang đó nha. Đất khoai lang chuột mập lắm. Thì anh Hợp đang bắt chuột ra. Đầy giọng luôn các bạn. Mất lôi giọng luôn nè. Ê. Con này đẹp chết rồi. Cứng giọng luôn đó các bạn. Ngày mai có ông anh ở Sài Gòn về ảnh thèm chuột rồi anh em bắt con mớ chuột rồi đãi ông anh. Dữ lắm chuột anh Hà ơi. Em Hà ơi em à, chuột bự nè, mai em xuống em. Chạy bây giờ kìa. Dữ lắm mập. Các chuột đâu khoai lang á, nó ăn khoai lang á giờ nó ở trong mát các bạn. Nó mập dòng lắm. Nó quay qua nó mập cái tay nè. Quá bự. Chuột quá bự rồi. Anh bắt mình lựa mấy chuột sống để riêng ra. Đại khách phương xa. Quá trời, hồi ơi con đó bự Hợp ơi. Nè con này nó bự hơn nè. Con này nè. Cắn mày. Để nó tự nhét vô đi. Sao mà khờ quá trời vậy ta đây nè. Cái giày thì bỏ vô vậy nè. Mập hù lù quá không à. Quá béo rồi nè. Chuột chết cũng nhiều quá. Bữa nay chuột này mình nướng nè. Con chuột con nè. Bữa nay giá này mấy anh em cũng đói bụng rồi. Hồi nướng mớ với hấp cơm một mớ rồi anh em ăn cơm. Đói lắm rồi. Này các bạn, đầu bắt chín cái hàng rắn nè các bạn. Cái chín rắn đó nè. Các bạn thấy không? Hồi nào giờ các bạn có thấy chín rắn chưa? Chín rắn này rắn hô ngựa. Đây tới đây bự nữa nè. Đây các bạn. Mình chụp đó. Đó. Con mình chụp nãy á. Hết hồn chưa? Thằng nào góc nãy gì mình chụp. Giờ cái hai con bự đã. Con này nó cắn quá. Con nó không dữ hả? Cái đó phải làm cái gì? Quá trời nó dày, phải làm cái gì? Đi theo chứ nắm mình con. Dạ. Đi theo chứ nắm mình. Con nó cắn Hợp, không dữ Hợp. Chút thôi con cắn xiền nè. Đi chết không từ lụi đó. Ngồi khó đâu có bự nè. Thôi ra. Một hồi giờ nãy ấy thì khó bắt chục. Cắn hùng dữ kìa. Hùng. Cái này giọng hung nè. Hung. Đó đó hả? Ừ. Nó chúa là trong cái đám trong cái đám phai đó. Nó hết hồn nó mập. Sinh hồn hùng sinh bá trong cái đám phai đó. Đầy cái bụng mỡ trơn. Con khoai mỡ nhất đó mà. Quá trời các bạn ơi, bữa nay bắt hồi sáng giờ á. Cục đá bỏ đây nè. Bắt đi lãi khách. Các bạn ơi, anh ở Sài Gòn ăn chuột đồng này nha. Béo lắm. Chuột quá ngon. Thì mấy anh em đi săn chút xíu à, là nhiêu rồi. Đi giờ bự nè. Sáng đi 9 giờ. 9 giờ. Sớm rồi. Trời ơi, hết hồn cái con này luôn. Chắc hai gọng. Đây. Quay chân dây nè. Hết hồn hết vía chưa các bạn? Quá đã các bạn ơi. Chuột cơm ngon lắm, chuột đồng ngon nha các bạn. Đồng á. Nó ở Phai Lan bánh mập gì đây các bạn. Mốt đây là lấy thương hiệu là chuột khai lúa miền Tây nha. Nó dán tem chị, dán tem là xuất xứ nguồn gốc. Cái con này, này đập đi ha. Nó còn sống mà đừng có đập, nhiều lắm á. Nhỏ mà. Mấy nhỏ để đi. Vậy thôi nào sống bỏ qua đây. Sống qua đâu anh hết đi. Bỏ hết qua đây rồi hồi giờ cho mà ông anh ít con gửi cho anh Giang ít con đây quá mập anh Hà ông kêu ông ra ông cài trong điện thoại của ông Tú là Tú chuột ba là xong bị chuột cắn hả vậy chín da máu rồi đó. Đặc sản của kênh của hai lúa nói riêng và đặc sản của miền Tây nói chung luôn. Con này là mình bắt nè nha. À, mới đi săn về các bạn rồi anh em làm món này ăn cơm
Tha bao? Rồi bắt đầu mình lên tiệc nha các bạn. Cũng đói lắm rồi, sáng giờ chưa ăn gì chứ. Rồi ăn cơm xong rồi nhóm con lúa đi cưa cây. Như đốn tre đã chuẩn bị cắt chồi. Đi chạy ơi, chạy hết trơn nè. Ai rồi. Không anh nha. Nè. Các bạn thấy không? Mỡ nè. Đó, cơm gì mỡ là thứ vào luôn nè. Để nhất ẩm thực Trần Gian. Biết cái này cái gì không? Cái đùi đó. Trời giấc này đang mưa à, nhóm của lúa ăn xong rồi mình sẽ đi cưa cây với đốn tre à, xong để về mình ngâm tre cho nó không bị mọt ăn á các bạn à, đã chuẩn bị cắt chồi. Ngày mai có ông anh ở Sài Gòn về mình nè bắt con nói chuột đại ông anh em bán nha anh này không ngồi ăn thoải mái nha. Bây giờ miền Tây của lúa của nhóm của lúa thì ăn mà thoải mái đó, không có ngại gọt gì đâu. Tôi nói ăn khác uống trên cơm dưới cá giờ trên cơm dưới chuột này hết đại lối rồi cái hũ cơm mẻ anh tú tôi nhìn nó bò lên trên thấy anh thấy bò nó mẻ mạnh nó bò như con cái chuột không tiêu vậy mẻ cái trái à nè món nha đó bây giờ mình phát live stream đó hello quá ăn cơm luôn chứ mình đó nghe live stream phải giờ phải hả phải rồi lớn rồi hello ba ba đợi chút chút nghe dạ dạ phải à quá nhòn hello bảo chuột cũng nhiều á hello mắm này ngon không bóp miệng nói gì rồi tại lo chỗ nào đâu ạ à? Lúc này hả vậy trên hả hello đây đúng à, hai lúa à, alo nghe nè hai lúa không có điện thoại hai lúa không có điện thoại có gì à, cứ à, liên hệ với à, Tú nè tại vì mình chung nhóm nè hả à, đúng rồi hai lúa với à, Tú ba xong rồi trong chung nhóm luôn dạ đúng Tú nè anh nha cái bọn này nó nhau à, có gì à, liên lạc nghe rồi chừng nào à, em tên gì à bên nhà đâu à chừng nào tên gọi này giống như là xưa mở cái heo xưa mà ăn cơm nó chạy nước mắm nè thấy ăn nó ngon gì ngon chỉ một miếng là nó mới đã còn ăn mà muốn ngon anh chàng ra ăn hoài chứ nào em có rảnh thì có về miền Tây chơi thì mấy anh nhắc mình mà bây giờ mình có về điện trước ba hay á
đi đường đi xuống. Có dịp nào về miền Tây ăn trộn các bạn ơi. Mới mốt trên hàm vườn. Đây là cái chiếc gái của chuột này các bạn. Ăn ăn nó biết ăn mới được. Được, ok. Thì bao la hả? Mấy bên này, mấy anh em bên này cũng đấu đó. Nên sang hồi sáng giờ có gì đi đấu thôi. Muốn anh thấy mình lấy mình nấu cơm á, mình sáng mình chiên cơm rồi mình chén cơm chiên rồi mình cầm được tới chiều được. Đi sang hay là nó lâu đói. Mời bữa nào mình đi sang mình bánh mì ăn ha. Uống được nước. Ừ đúng rồi. Đem thùng cá. Luôn nó ba cái mua bánh mì ngọt mình đem luôn. Cảm ơn. Dạ. Nhưng mà nãy không có bánh mì cũng đói chắc chết. Thấy bẩn như bẩn rồi đó. Thấy mắt nó nổi lên đớn rồi đó nè. Đói chuyện hai tiếng rồi chết, không đói lắm tiếng rồi chết. Chết à, máy lớn thì cần nguồn nguyên liệu lớn, năng lượng lớn thì chết như vậy à. Đang đi các bạn ơi. Thoải mái đi mọi người, cứ thoải mái ăn nha. Cái này nó mình ghé nè. Cái gì vậy? 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 Nó méo vậy. Cái gì chơi mấy gì. À, ở đâu anh Túc? Hôm nay anh nói sao? Hôm nào có gì liên hệ. Ai cho hết hạ ha. Nhất luôn. Nhất luôn. Chơi luôn. Nói chuyện còn nhiều hơn chú cầm nấu biển rồi, gần như không biển rồi, sáng là chạy ghe máy đi, đi ghe bự lắm. Đây là cái ba mẹ là thằng cháu, làm ghe gắn nó chạy dưới Bắc, tức là trên ghe nút cơm rồi sao. Mẹ em ngon á. Cũng chống hấp cơm, ăn hết. Mình chứ không lẽ nước mắm người ta. Có không? Nó nấu ghe nó chạy. Có ở khu vực này có người nhà, bà cho nhà mình ăn năm ngưng rồi. Em vẫn cũng thấy rồi nó muốn nấu thì không em đi đi ăn gắn đi cái mùi quen quan không được qua ghê nhé đổ mà hôi à đổ cái nha ăn đi nha mắm mặn rồi nó nóng mà đúng rồi nó mắm mẹ chố dắt nước mắt mê hương à em có không cái gì mới vẻ đó ngồi đàng hoàng cái trời, cái không tới. Ngồi ở trên ba không vậy? Ba mình cũng cấp. Ngồi ở trên ba không vậy? Ba mình cũng cấp. Ngồi ở trên ba không vậy? Ba mình cũng cấp. Ngồi ở trên ba không vậy? Ba mình cũng cấp. Ngồi ở trên ba không vậy? Cơm cháy này là tuyệt vời các bạn, coi nè, có vợ cơm cháy ngon kìa. Đó, mà thấy không? Cơm cháy quá mà hạt chan lên cái này. Uống nấu là cơm cháy gì không đó? Nó hạt chan lên cái gì không nha, cho miếng này. Chết. Ăn gấp hết đi. Còn cái này. Cho miếng con nè. Tao quýt. Cơm cháy này chỉ cần nước cơm vậy. Ăn nước cơm. Còn miếng thịt thôi. Rồi. Nước mắm đúng không? Nó dân chơi ra cầm cháy. Cầm đống này nè. Đấy, dội. Vô hội. Cái hai đó. Còn đột nhóc chứ trời. Cầm cháy thơm các bạn ơi. Hả? Dạ. Ăn cái này bự bự đi. Thôi tôi muốn ăn chuột nữa quên. Ăn ra nào. Cho anh miếng nè anh Hà ơi, cho anh miếng cơm cháy nha.
Mơ gì ăn chuột hấp cơm nè ơi. Có bắt liền được chơi đâu mà. Anh hợp nhớ em quá em Hà ơi. Mấy ngày nay sao anh Hùng không thấy gọi điện về? Bữa trước anh Hùng gọi điện về liền, mà bây giờ không mấy anh Hùng gọi điện về, mấy anh em trong nhóm nhắc anh Hùng quá trời luôn. Chém mày không? Chém nè. Chém quê. Nào rảnh lao thông mà gọi điện về nhóm chơi nha anh Hùng. Anh Hùng có coi clip này thì gọi điện về cho mấy em nghe. Đưa bỏ từ đây lên nè. Dạ anh cầu vừa đó. Dạ ra mình quen vừa. Thời gian mất rồi. Em bấm vô cặp chèn cho nó chiếu, thấy mặn ăn không nổi. Thấy vậy chứ mặn ăn mấy miếng ngắn. Thời gian nó ngon hơn ngoài nổi đó. Đồ hơn ăn nè. Đúng rồi, ngon lắm rồi. Ngán lắm rồi. Để làm hút đi. Ngán chuột lắm. Mấy ngày mấy anh em ăn thứ là mấy mỏ nhọn quất luôn còn gì nữa. Liên tục trong vòng khoảng 2-3 bữa giờ đây là mấy anh em là ngày nào cũng ăn chuột. Làm chứ hả? Quốc liền nhé, gấp lên ngoài bán hạ nữa, gấp chuột ngoài bán hạ. Bán hạ ăn chuột hấp cơm ngon rồi. Gấp đi, gấp luôn đó. Bán hạ ăn chuột hấp cơm. Đây. Ăn đi còn cơm kìa. Chào các bạn nha. Rồi chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi trưa thật nhiều niềm vui. Chào các bạn. Một xong rồi các bạn ơi. Có dịp nào về miền Tây ăn chuột với các bạn mình. Mấy anh em vừa đi săn về ăn cơm chung nói chuyện với hồi mình làm tiếp tục làm việc. Rồi chào các bạn nha.